Thưa quý vị, Euro đang bước vào giai đoạn nước rút với khí thế tranh tài hết sức quyết liệt, tăng nhiệt và không chỉ các đội bóng thi đấu mà cả với khán giả yêu chuộng môn thể thao vua trên toàn thế giới. Và lợi dụng về vấn đề này, nhiều đối tượng đã tranh thủ trục lợi, lôi kéo nhiều người tham gia cá độ bóng đá. Và mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến 40 tỷ đồng. Khởi đầu rất đơn giản, từ những cuộc hẹn cà phê sáng, trò chuyện phiếm về kết quả các trận bóng. Lê Phước Tiến, chú tại xã Yang Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đã lôi kéo hơn chục người cùng tham gia cá độ bóng đá online. Khi mà anh em biết thì khi mà vô rô thì là gọi điện, chỉ là với quán cà phê. Thì ở trên đưa về rồi phân ra thì vẽ mình phân ra từng con rồi phân ra từng cái rồi một đứa thanh toán tiền thắng thua là tuần thanh toán một lần. Việc cá độ online có thể diễn ra nhanh chóng đơn giản ở bất kỳ đâu, khó phát giác, mọi thao tác chỉ diễn ra trong tích tắc trên một chiếc smartphone. Chỉ đến khi lực lượng công an đến nhà bắt giữ, người chơi mới biết mình đã vô tình tham gia đường dây cá độ bóng đá. Bây giờ là công nghệ thông tin á, vô app thì đồ là chỉ cần có mấy đứa nên nó chỉ rồi bắt đầu nó thao tác một cái lần rồi nó rành lần và từ từ nó lành cũng như một cái máy iPhone vậy đó. Nếu mà ý thức từ đầu thì 10 người cũng không dám chơi một người. Tự gì chứ họ cứ nghĩ là gì cứ chơi nên mình chơi vui mà. À rồi chứ chơi chắc gì đó anh. Mà một khi nó phạm tội thì nó ảnh hưởng ghê gớm lắm, không có đơn giản gì một bản thân mình. Bản thân và ảnh hưởng đến gia đình, vợ con, rồi tất cả các mối quan hệ về xã hội nhiều lắm, mất mát nhiều lắm. Từ tháng 5 năm 2024 đến nay, Tiến đã lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master, tức tài khoản tổng đại lý trên mạng Internet, và chia thành 5 tài khoản cấp đại lý, giao cho 5 đối tượng cùng trú tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, để tổ chức cá độ bóng đá trên địa bàn. Sau kê các tài khoản, tính đến ngày 6 tháng 7 năm 2024, tổng số tiền các đối tượng giao dịch để cá độ lên đến 40 tỷ đồng. Để giải quyết những cái khó khăn đấy thì trước mắt là lực lượng trinh sát rất là nỗ lực cố gắng bám vào địa bàn, bám vào cơ sở, cùng với sự hỗ trợ của công an cấp cơ sở để xác định nhân thân lai lịch đối tượng, dựng lên chân dung của đối tượng, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng để thực hiện việc triệt phá. Càng gần đến trận chung kết Euro 2024, càng thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi. Đây cũng là điều kiện để tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp. Mỗi người cần lựa chọn yêu thể thao theo cách lành mạnh. Đừng để kết thúc mỗi trận bóng, điều cuối cùng ở lại là sự hối tiếc muộn màng và tài sản trong nhà đội nón ra đi.